các bạn trong video này á theo cộng của một bạn à, xem cái video mà sửa cách sửa cục sạc của mình đó các bạn à, các bạn đó nói là trong nhà của các bạn đó có cục có rất nhiều cục sạc là là, là dòng dòng thấp nha các bạn cái dòng nhỏ nè đây là các bạn nhìn thấy không cái cục sạc dòng nhỏ là khoảng không với bốn nha các bạn không với bốn hoặc không với năm ampere có nghĩa là 400 trăm hoặc năm trăm nha các bạn các bạn muốn tăng cái dòng nó lên Các bạn muốn tăng để mà ghép song song nha các bạn Đây các bạn thấy không Cái ngõ ra là chỉ có 4, không 4 thôi nha bạn. các bạn 400 ma Các bạn nó muốn là Các bạn ghép hai cục sạc Tại vì hai cục sạc các bạn có cùng công suất nha Cùng cùng điện áp ngõ ra và cái đường điện á Nên các bạn muốn hỏi là các bạn Ghép hai cục sạc song song với nhau Rồi các bạn sạc vào điện thoại lệ quá cái cái dòng điện các bạn cái dòng điện có tăng lên không nha cái dòng điện này nè dòng điện này có tăng khoảng gần gần một ampe không là khoảng không phải tám không các bạn là 800 ma thì các bạn nghĩ là hai cục sạc này mắc song song với nhau á thì y y sẽ bằng y 1 và y 2 là mỗi cái mỗi cục sạc này nó đầu ra sẽ bằng 400mA cộng hai cái là ra 800 ma không thì mình hôm nay mình làm cái clip này đã cho bạn ấy xem á liệu hai cái 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 ghép này các bạn có hiệu quả hay không nha các bạn đây là hai cái cục sạc LG nha các bạn à, mình đã cục sạc này có cùng công suất hết nha cùng đi ép ngõ ra cùng uh, cường độ điện mà mình đã cắt đầu rồi cắt hai cắt đầu rồi nha rồi sau đây mình sẽ nối mắt song song nha các bạn ở đây á, các bạn nhận diện nè như vậy cho mình là Có gì đỏ nha các bạn Dây đỏ là dây dương ha Còn cái dây coi dây, dây còn lại dây âm nha bạn Các bạn không còn quan tâm mấy cái khác ha gì nóng quá gì đỏ là cái dân dây Cộng 5V Còn cái dây Mấy cái màu dây còn lại á Là dây, dây trừ nha bạn Các bạn không còn quan tâm ha Đây mình bắt tay mình làm luôn nha Đây là Các bạn mắt song song Nha các bạn Dương với dương Âm đối với âm nha các bạn để các bạn dùng một cái đầu nối nhanh cho mình nha. Để các bạn kẹp vô. Tại vì nhà các bạn nó có nhiều cục sạc loại dòng thấp á, nhưng mà các bạn muốn ghép song song hai cái cục sạc này vô đó, để cho dòng nó cao lên á, liệu có có thực hiện được hay không nha các bạn rồi tiếp theo đây á, mình sẽ dùng một cái cáp nha các bạn cái đầu sạc á đầu sạc uh, micro usb nha các bạn đầu sạc micro usb và dùng một cái điện thoại uh, nokia kuop đi để mà sạc cái điện thoại này nha các bạn coi mình đo cái dòng nó như 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 thế nào nha các bạn rồi các bạn uh, ở đây nè các bạn cái gì trắng nha gì trắng với gì đỏ ha. thì các bạn uh, cái dây âm âm gì âm là dây trắng nha các bạn còn cái này dây dương ha các bạn tách ra cho mình nha cái dâm á, thì các bạn nối vào đầu âm nha các bạn kẹp với đầu âm ha còn cái gì dương các bạn để chống nha cái đầu dương nữa các bạn để chống rồi sau đó các bạn kết nối vào điện thoại nha các bạn cấp uh, micro USB nè các bạn nối kết nối vào điện thoại nha tự nhiên cắm sạc nha các bạn rồi mình mình sẽ dùng một cái uh, ổ cắm ha mình sẽ test từng cục sạc cho các bạn thấy nha đây là ổ cắm này các bạn đây đây là cục sạc thứ nhất nha các bạn mình test thử coi coi như thế nào nha các bạn đây mình cắm điện vô Rồi các bạn chụp nè chạm vô cái nguồn dương nha các bạn Rồi các bạn thấy không nó đang sạc pin nè ok nha các bạn Để nó báo báo sạc pin đó các bạn. Đang sạc ha. Rồi, mình tháo cái cục sạc nè. Mình gắn cái cục sạc thứ hai vô nha các bạn. Cũng bị hệt vậy nha. Để chứng tỏ cho các bạn thấy là cái hai cục sạc này nó mắc song song với nhau nha các bạn. Tắt rồi nha, đó. đó, báo báo sạc pin đó bạn. Nó sạc pin ha. Các bạn thấy không? Thế thì đó mình đo đo cường độ điện qua cục sạc như thế nào nha các bạn. Nó báo đang sạc nha các bạn. Đây mình để đây. Mình tắt cái đầu dây ra. Mình lấy một cái đồng hồ nha các bạn, đồng hồ vô em số đó. Các bạn chỉnh cái thang đo nhưng 10 như 10A cho mình nha. Dạ, nhưng 10A cho mình, bạn thang đo như 10A. Rồi các bạn tiến hành đo cường độ dòng điện. nói chưa sạc do cho cái điện thoại này nha, bao nhiêu nha các bạn đây mình để vào đây nhớ chuyển qua tháng đo 10 mb nha các bạn cái cách nơ kết nối á cái quay dương nha các bạn quay dương có đồng hồ á càng uh, kẹp vào phần dương nha các bạn quay dương là các bạn cài kẹp phần chân dương nha rồi cái phần còn lại các bạn, cái quay âm là các bạn chạm vào vào đây nha các bạn. Chạm vào cái phần dương à, Của dây mà mình vừa nói á, coi mình đo mình đo một cục trước nha các bạn. Đây các bạn test thử, đo một cục trước là cái coi dòng bao nhiêu. Các bạn thấy không? Đây sạc pin đã nó báo nè. Sạc pin. mình giữ luôn nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Cái dòng nó ra là 0.41. Nè, các bạn nhớ giữ chặt nha bạn, giữ chặt cho nó chính xác nha các bạn. Tại vì cái dòng sạc này nó còn phụ thuộc cái pin mức độ lúc đầu là pin sạc đầy hay không đầy. Nó pin cạn thì dưới lúc đầu dòng sạc nó lớn nha bạn, Và về sau cái dòng sạc nó nhỏ. Đó bây giờ mình được các bạn đo. Cái giá trị là 0.36 nha. Đây để mình lấy ghi vô cái bút mình ghi lại nha các bạn. Đây là các bạn mình kết nối nha các bạn Cái bài này báo đang sạc nha các bạn yeah, Nó báo đang sạc nè Báo đang sạc cái dòng của nó là 0.48 Đây là mình sẽ ghi nha, 0 .48 nha 0 .48 các bạn 0.48A nha các bạn Một cục á 0.48A Nó báo giúp nháy đang sạc nha các bạn 0.48A một cục nào không phải 48 nè tiếp theo quá mình sẽ gắn là một cục thêm thêm một cục nữa nha các bạn thêm một cục nữa thì các bạn đo kiểm tra coi dòng nó như thế nào các bạn mình tắt nguồn nha đây không nó ngắt nè các bạn rồi mình cắm một cục nữa nha đây là cục thứ hai nè mình cắm nguồn vô rồi bật lên nha các bạn coi cái dòng nó thay đổi như thế nào nha các bạn hai cục cái nó báo đang sạc nha các bạn. dòng à, đang sạc nha. Nó đang đang sạc không? Nhưng mà các bạn cắm hai cục vô cái dòng á nó không thay đổi nha các bạn. Nó giảm xuống nhiều khi nó nó không ấy luôn. Các bạn đo được 0.45 nha các bạn, 0.45 A nha các bạn. Hai cục nè. 0.45 A. thì các bạn muốn các hai cục này song song á các bạn muốn cái tăng cái dòng dòng lên á có cái khả thi không à tay gần một me sắp xỉ một me đi gần bằng một me đi đây cái giá trị bên đo là không phải bốn không phải bốn mươi lăm nha các bạn có bạn tháo cái cục này ra cái có dòng nó bao nhiêu cái cục bên đây nè các muốn báo đang sạc nha các bạn cái dòng nó không uống lâm nha các bạn rồi các bạn cắm vô các bạn thấy không đây là nó bán đang sạc nè đó là chứng tỏ điều gì như vậy nha các bạn cái ý tưởng mà ghép mình ghép hai cái cục sạc song song á hai cái cục sạc nè hai cái cục sạc dòng nhỏ bạn mà mắc song song với nhau á để nhằm tăng cái dòng đề dòng sạc á là lên khoảng gần một ampe các bạn để... nhằm cái rút ngắn cái thời gian sạc các bạn là nói chung là cái này là không khả thi nha các bạn nãy cái trường hợp này nãy các bạn cái này không khả thi nha các bạn còn nếu mà các bạn uh, bên ngoài nó có cái, cái 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 thiết bị mà kích kích dòng sạc nha các bạn là các bạn muốn muốn ghép hai cái này song song với nhau á là các bạn phải mua một cái, cái cái, thiết bị đó kích dòng sạc gắn giữa thiết bị đó rồi gắn qua cái cái cách nối nối như vậy mình thì mới dòng sạc nó mới tăng lên nha các bạn mà mình xem cái cách mà nối mắc mắc hai cục sạc nè các bạn ghép hai cục sạc mà mắc song song với nhau á để tăng dòng sạc là cái không khả thi nha các bạn còn mình mua còn tốt nhất là các bạn cứ mua cục sạc mới cục sạc khoảng vô các bạn mua cái cục sạc dòng hai a hoặc là một a gì đó là cho nó thấy, mình thấy nhận thấy là cái nó này kinh tế hơn nha các bạn nên các bạn không nên ghép hai cục sạc song song mà cái dòng dòng thấp á để mà tăng các bạn muốn tăng cái dòng sạc là không nên nha các bạn nói chung là không hiệu quả ha còn cái cách nè các bạn cái cục sạc này nè đây là cục sạc nha các bạn sạc điện thoại nha. các bạn mở ra các bạn có thể độ chế lại được nha các bạn ở đây là cái, các bạn nhìn thấy nè ở đây á có cái con uh, dao động nữa các bạn một cái con này có, cái, có cái kích sung bình thường nha các bạn cái sạc bình thường á là nó sẽ có cái con y chè hạch có một con là một không ba một là dòng một ampe ví dụ là trong cục sạc của bạn á có cái con mười ba một còn cái con này nó hút đại cái dòng nó tăng lên đấy các bạn là mười ba ba là dòng là ba ampe là cũng vào nha các bạn còn đây nè các bạn đây là cái sơ đồ chân của nó nha các bạn đây là 1301 nè cái gì? con này là 1301 là dòng 1 a 1303 là dòng 3 a nha các bạn nếu các bạn mà nhìn trong mạch đó mà các bạn muốn cải thiện cường độ dòng điện nha các bạn cái dòng cái dòng sạc á là các bạn muốn đổi chế lại á ví dụ cái con này 1301 đây nè 1301 thì các bạn thay cho cho mình cái con con 1303 để tăng cái dòng lên nha các bạn đồng thời các bạn kia ngoài cái cách tăng dòng này á còn các bạn còn với cái, 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 biến áp nữa bạn cái biến áp này chịu đựng nha các bạn cái biến áp sung nè cái con này có biến áp sung nha các bạn so sánh nó với những cái mạch mà dòng dòng lớn đó bạn là cái biến áp sung nó lớn hơn nha các bạn là các bạn phải thay biến áp sung nha hoặc là nếu mà cái mạch cái, trong mạch mà nó có cái con ic nha các bạn nó sẽ, một con có, có một con ic dao động nó thay thế cho hai cái hai con này nha các bạn bây giờ nó có xu hướng là nó thay thế hết nha các bạn, Đây nào, nó Dùng IC 8 chân, nó thay thế cho hai cái con tranh to này các bạn, thay thế. thì các bạn muốn độ chế lại các bạn có thể nghiên cứu ha. tìm cái con IC mà dòng lớn hơn nha các bạn, như cái con này dòng hơi lớn hơn nha các bạn, cái con này bị nổ rồi ha, thì các bạn tìm các bạn có thể độ chế cái con này IC vô động nữa các bạn, để cho tăng cái dòng lên như lên nha các bạn, đồng thời các bạn có chú ý đến phân cực nhá cái phần cực của nó là đi chở mồi á, cái điện áp làm việc á các bạn tra data trên mạng á rồi các bạn xem cái, mức điện áp làm việc các bạn độ chế thay cái điện trở mà RVCC cung cấp cho cái con IC này nha các bạn rồi ngoài ra rồi các bạn thay cái biến áp lớn hơn các bạn tại vì cái năng lượng điện á cái này cái này á nó hoạt động theo nguyên tắc nguồn sung là nguồn switching nha các bạn đóng ngắt đóng ngắt á nên nó cần cái dòng dòng này đó các bạn dòng này phải lớn nha các bạn. khi mà các bạn cái dòng ra lớn á, thì cái, cái biến áp này phải nó to hơn nha các bạn. đó là cái hướng mà này để mà các bạn độ chế. hoặc nếu mà kinh tế hơn á các bạn không có, cái muốn độ chế thì à, các bạn mua ra ngoài, các bạn mua thẳng cái trực tiếp nè. đây là cái, có mấy cục sạc á, cái sạc cái dây, cái công nghệ chế tạo bây giờ nó rẻ rồi nha các bạn. Nè, các bạn mua ra ngoài mua đại cái cục sạc hai a sạc cho nó nhanh khỏi phải độ chế khỏi phải làm gì hết đó chứ còn cái cách mà cái cách mắt mà muốn mà mắc hai song song hai cục sạc để mà tạo ra cái dòng lớn các bạn nhằm mục đích sạc sạc điện thoại cho nó nhanh đó là cái này là không khả thi nha các bạn các bạn muốn này đó, các bạn phải mua thêm một cái thiết bị nữa để kích dòng nhưng mà cái này là chi phí nó cũng cao nên các bạn cứ mua đã mua sẵn hẳn một cục sạc như thế này cho mình ha ngoài ra bây giờ hiện tại á các bạn mà xài smartphone nó có có cái công nghệ sạc nhanh đó các bạn các bạn ra mua mấy củ sạc nhanh nó còn nó còn uh, kinh tế hơn so với các bạn mà mắc mua cái thiết bị để mà ghép nối cái ghép, nối, ghép nối xong hay hụt sạc bình thường với nhau nha các bạn là cái ý tưởng ý tưởng mà ghép hai cục sạc uh, dòng thấp á để mà tăng dòng á là bác bỏ nha các bạn mình bác bỏ nha mình không có mình khuyên các bạn là không nên dùng cái cách này nha các bạn nói chung cái, sạc này có thể các bạn chỉ cần độ lại độ lại dòng nó tăng lên chút, đỉnh là ví dụ cái trong mạch á mạch sạc á nguồn switching này nè mà nó, dùng ic đó, thì các bạn có thể tra cái ic dao động đó rồi có thể nhiều ic dùng ic lớn hơn rồi thay cái biến áp sung nha các bạn hoặc là nếu mà các bạn mà trong mạch đó, nó nó dùng con Chân uh, to kích sung nha các bạn chẽn to cái sung á nó thuộc lại 13001 các bạn, tại vì cái dòng này dòng nhỏ, ta đa phần á là cái con trẻ to á nó sẽ dòng nhỏ, chẽn to cái sung á nó dùng 13001, thì các bạn kích tăng lên cái dòng 1303 nha các bạn, dùng cái con ic cái con chẽn to lớn hơn nha các bạn, hoặc là dùng mấy cơ có mấy con tiếp các bạn, tiếp dòng lớn á thì các bạn thay thay đổi cái giá trị này nha, thay đổi cái con này nè, thay đổi cái biến áp nữa coi các bạn kiếm thí nghiệm coi, các bạn đo được cái dòng ra coi nó thay đổi nhiều không nhiều không các bạn là mình can thiệp trực tiếp vào trên mainboard luôn hoặc là mình mua cái cục sạc dòng dòng sạc cao luôn chứ không mình không nên mà ghép hai cục sạc song song để mà tăng nhằm tăng cái dòng nha các bạn tại vì các muốn á, thì các bạn muốn mua thêm một thiết bị nữa cái chi phí nó cũng cao hơn nha các bạn rồi video của mình đến đây kết thúc nha các bạn các bạn có ý tưởng hay thắc mắc gì đó, các bạn cứ biết lại đấy là comment dưới video nha mình sẽ support hỗ trợ các bạn nha chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha